Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh thăm tặng quà dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và hỗ trợ gạo cho hộ nghèo. Hưng Yên tăng cường kiểm soát các cửa ngõ vào tỉnh, nhất là các địa bàn tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Gặp gỡ những bác sĩ điều dưỡng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19 trở về. Cần kiên quyết xử lý những vi phạm công trình thủy lợi kéo dài nhiều năm ở xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ. Một cá nhân ở huyện Văn Lâm biến rác thải hữu cơ thành những sản phẩm tẩy rửa. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, sáng nay đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đến thăm tặng quà gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Ân Thi và huyện Yên Mỹ. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm và trao quà cho thương binh hạng 4/4 Nguyễn Văn Vầng ở thôn Cẩm La, xã Cẩm Ninh, bệnh binh hạng 2/3 Phạm Bá Thơi ở thôn Thọ Hội, xã Đặng Lễ và thương binh hạng 2/4 Nguyễn Quốc Huy ở thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thoa ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú và bà Nguyễn Thị Huyên, vợ liệt sĩ ở thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, đóng góp của các thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tuyên truyền giáo dục con cháu gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, thực hiện tốt quy định phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể bằng những việc làm cụ thể thiết thực tiếp tục thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa. Cũng sáng nay, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đi tặng trên 35 tấn gạo cho các hộ nghèo ở huyện Yên Mỹ khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trao trên 35 tấn gạo với tổng giá trị trên 500 triệu đồng để cấp phát cho toàn bộ 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo ở huyện Yên Mỹ. Theo đó, 854 hộ nghèo, 926 hộ cận nghèo trên địa bàn huyện mỗi hộ sẽ được nhận 20 kg gạo. Phát biểu tại buổi trao tặng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cuộc sống của người dân, nhất là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế trong xã hội gặp không ít khó khăn. Để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, thời gian qua, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ giúp đỡ người dân bằng những việc làm cụ thể. Thời gian tới, huyện Yên Mỹ và các đơn vị chức năng cần tăng cường quan tâm, chủ động hỗ trợ để nhân dân, nhất là những hộ nghèo, những người yếu thế vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Hôm nay tại huyện Ân Thi và huyện Phù Cừ, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình tri ân các gia đình có công và giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại huyện Ân Thi, các đại biểu tham dự chương trình đã đến dâng hương dâng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ xã Hồng Vân, xã Vân Du và thăm gia đình anh hùng lực lượng vũ trang Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc ở xã Vân Du. Tại huyện Phù Cừ, đoàn đến dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ cách mạng, đồng bào bị giặc Pháp giết hại tại di tích lịch sử quốc gia Cây Đa và Đền La Tiến, xã Nguyên Hòa. Nhân dịp này, Công an tỉnh tổ chức đi thăm, tặng quà, cấp thuốc cho thân nhân các gia đình liệt sĩ mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Hồng Vân, huyện Ân Thi và xã Tam Đa, huyện Phù Cừ. Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ Công an Hưng Yên bày tỏ lòng biết ơn trước những công lao đóng góp hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống anh dũng vẻ vang cho cán bộ chiến sĩ. Đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh vừa phối hợp với Thành đoàn Hưng Yên tổ chức một số hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hiến Nam, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đoàn viên thanh niên dâng hương tưởng niệm, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bất khuất,
của các thế hệ cha anh đi trước, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, công tác, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xung kích tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đi thăm tặng 25 suất quà tổng trị giá 17,5 triệu đồng cho các thương binh, gia đình chính sách, người có công, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2021, vừa qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã bàn giao kinh phí hỗ trợ xây mới nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Lưu Thị Mai, giáo viên trường mầm non Hùng An và sửa chữa nhà cho đoàn viên Nguyễn Thị Lan, giáo viên trường tiểu học Vĩnh Xá, huyện Kim Động. Tổng số tiền hỗ trợ xây dựng sửa chữa là 55 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động tỉnh giúp đoàn viên công đoàn an cư lạc nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, tính đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Phù Cừ đã được cách ly tập trung. Trường hợp này là cháu bé 3 tuổi con của vợ chồng bệnh nhân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê xã Tống Phan, huyện Phù Cừ chiều ngày 21 tháng 7, được cách ly tập trung ngay. Ngày 24 tháng 7, cháu bé được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. Như vậy đến nay tỉnh Hưng Yên ghi nhận 224 ca bệnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chỉ thị số 09 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch. Trong đó, phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là cấp bách quan trọng. Tuyệt đối không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác, buông lỏng quản lý hoặc rơi vào thế bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng kịch bản cao hơn một mức nguy cơ để không bị động, lúng túng khi có tình huống dịch lan trên diện rộng với số người nhiễm COVID-19 lên tới quy mô hàng nghìn người, hàng chục nghìn người. Các ca bệnh phải được điều trị tại chỗ, nhất là khi toàn tỉnh áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 1608 về việc tăng cường quản lý người từ thành phố Hà Nội và các vùng có dịch về tỉnh. Theo đó, từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2021, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ do xuất hiện các ca mắc mới, nhiều ổ dịch không rõ nguồn lây. Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau. Từ 0 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2021, kiểm soát chặt chẽ người từ thành phố Hà Nội về tỉnh, giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở y tế giao thông vận tải, thành lập các chốt kiểm soát tất cả các tuyến đường bộ kết nối giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội, dừng tất cả các phương tiện qua chốt để kiểm soát chặt chẽ người vào tỉnh. Cụ thể, đối với người từ thành phố Hà Nội đến làm việc tại tỉnh Hưng Yên và ngược lại, có lịch trình đi và về hàng ngày phải đảm bảo đủ các nội dung sau. Có giấy xác nhận của cơ quan đơn vị doanh nghiệp, giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh hoặc phương pháp RT-PCR còn hiệu lực trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Yêu cầu người dân Hưng Yên tạm thời không đến thành phố Hà Nội vì việc riêng, lao động tự do bán hàng tại các chợ cóc buôn bán tự do trong thời gian thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Người dân có việc thật cần thiết đến thành phố Hà Nội vì việc riêng phải có giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Chỉ tiếp nhận người từ thành phố Hà Nội về tỉnh Hưng Yên lưu trú nếu có giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Người dân không có đủ các loại giấy tờ trên về tỉnh lưu trú thì phải cách ly tập trung 14 ngày và trả phí, cách ly tại nhà 14 ngày tiếp theo và xét nghiệm 3 lần có trả phí. Người dân Hưng Yên có đủ điều kiện đến thành phố Hà Nội vì việc riêng khi về tỉnh phải áp dụng các biện pháp kiểm soát như người từ thành phố Hà Nội về tỉnh Hưng Yên nêu trên. Phương tiện được phép hoạt động, xe phục vụ phòng chống dịch, xe ưu tiên, xe chở hàng hóa liên tỉnh và phải đủ điều kiện hoạt động theo công văn số 1414 ngày 4 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các tuyến đường giáp danh các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Ban chỉ đạo tỉnh, tăng cường kiểm soát chặt chẽ tất cả phương tiện qua chốt, tuyệt đối không để người từ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và vùng có dịch về tỉnh mà không được kiểm soát. Các huyện, thị xã, thành phố thiết lập bổ sung cơ sở cách ly tập trung để sẵn sàng tổ chức cách ly có thu phí đối với người về từ thành phố Hà Nội, chỉ đạo khuyến khích thiết lập cơ sở cách ly tập trung tuyến xã nếu đủ điều kiện. Chỉ đạo tổ kiểm soát phòng chống dịch cơ sở tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ di biến động dân cư, phát hiện người từ thành phố Hà Nội về địa bàn, đưa đi cách ly tập trung xét nghiệm phải trả phí và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp về địa bàn nhưng trốn tránh khai báo y tế. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh sử dụng lao động ngoại tỉnh, bố trí xe đưa đón công nhân, người lao động theo tuyến cố định, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, bố trí ngồi giãn cách không quá 50% chỗ ngồi, sử dụng nước diệt khuẩn, thường xuyên đeo khẩu trang không nói chuyện, khai báo y tế, người ngồi trên xe phải có xác nhận đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Khuyến khích doanh nghiệp bố trí chỗ ở nội trú cho người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh để hạn chế đi lại. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương trong cả nước, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch vào tỉnh, đặc biệt với những địa phương có diễn biến dịch phức tạp như thành phố Hà Nội, ghi nhận tại một số chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay. Tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 như cầu Yên Lệnh, cầu Hưng Hà ở thành phố Hưng Yên, lối ra đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng ở huyện Yên Mỹ, khu vực ngã tư Phố Nối ở thị xã Mỹ Hào. Từ khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 24 tháng 7, lưu lượng phương tiện tăng cao hơn, lúc cao điểm có thể gấp đôi ngày thường. Tất cả các chốt đã bố trí đầy đủ nhân lực, phân luồng phương tiện, hướng dẫn người dân khai báo y tế, kiểm tra các giấy tờ theo quy định như kết quả xét nghiệm trong 72 giờ hoặc xác nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine. Những trường hợp không đủ điều kiện đều được yêu cầu quay trở lại, không lưu thông vào địa bàn Hưng Yên. Từ 16 giờ ngày 24 tháng 7 đến 16 giờ ngày 25 tháng 7, các chốt đã kiểm tra gần 2.800 lượt phương tiện với 3.500 người, trong đó có 307 trường hợp không đủ yêu cầu. Đầu tiên là kiểm soát cái giấy xét nghiệm, rồi có hàng hóa có đúng là hàng hóa thiết yếu hay không, rồi giấy xét nghiệm tên có đúng đối với chứng minh thư của người lái xe hay không, chặt chẽ từng xe một, từng phương tiện một. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Hưng Yên đã kích hoạt 13 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Dù mất thêm thời gian để thực hiện các thủ tục phòng dịch, nhưng hầu hết người dân đều phối hợp với lực lượng chức năng chấp hành đúng các quy định. Dù có mất nhiều thời gian chăng nữa cũng phải làm hết, các cấp là càng làm tốt, càng làm chặt bao nhiêu là chúng tôi hoan hô, có ý thức từ mình thì như là xã hội nó có ý thức. Mặc dù dịch bệnh tại Hưng Yên đang được kiểm soát tốt, song nguy cơ lây lan từ bên ngoài vào địa bàn luôn thường trực. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực kiểm soát của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia lửa với điểm nóng Bắc Giang đầu tháng 6 vừa qua, tỉnh Hưng Yên cử tổ công tác gồm 6 bác sĩ điều dưỡng tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Trung tâm Hồi sức Tích cực ICU lớn nhất miền Bắc đặt tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang. Nhóm phóng viên thời sự có cuộc gặp gỡ với 6 bác sĩ điều dưỡng này sau 26 ngày thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tại trung tâm dịch và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Thật sự rất nhiều cảm xúc, nhưng mà đây cũng là lần trải nghiệm đáng nhớ nhất trong ngành nghề y của tôi. Tôi nghĩ rằng với trang thiết bị và cơ sở trong tỉnh thì Hưng Yên mình đủ khả năng để điều trị bệnh nhân COVID. Anh em chúng tôi thì vẫn luôn trong tư tưởng sẵn sàng. Đất nước cần thì chúng tôi sẽ cố gắng góp một phần nhỏ sức của mình. Đó là những tâm sự của 3 bác sĩ điều dưỡng ở Bệnh viện Đa khoa Phố Nối sau chuyến công tác đặc biệt 26 ngày tại tâm dịch Bắc Giang, trở lại nhịp sống bình thường sau 21 ngày thực hiện cách ly theo quy định. Mái tóc phải cắt ngắn để mặc đồ bảo hộ của những chàng trai này đã xanh trở lại. Họ trở lại công việc thường nhật với một tinh thần tâm thế mới, mạnh mẽ và đầy quyết tâm. 26 ngày tại ICU Bắc Giang là 26 cung bậc cảm xúc không thể quên trong cuộc đời bác sĩ Cao Văn Thạnh và điều dưỡng Trần Huy Tuyền ở Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Tại đây, các anh cùng đồng nghiệp luôn phải chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho những bệnh nhân nặng nhất. Ngày cao điểm phải điều trị tích cực cho 66 bệnh nhân,
trong đó không ít trường hợp phải thở máy, lọc máu, chạy ECMO, thậm chí phải can thiệp mở màng phổi để giành lại sự sống. Mỗi ca làm việc liên tục từ 6 đến 12 tiếng đồng hồ, không nghỉ trong bộ đồ bảo hộ kín mít giữa đợt nắng nóng 40 độ C. Bác sĩ điều dưỡng phải đảm nhiệm luôn vai trò là người nhà chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Tôi rút ra rất nhiều kinh nghiệm về điều trị bệnh nhân COVID như này, kể cả với những cái phác đồ điều trị, những cái phương tiện máy móc, cũng như là con người, cũng như là cái cách bảo hộ, cũng như là cái bố trí khoa phòng, những cái mà bố trí bệnh nhân như nào, bố trí khoa phòng như nào để thuận tiện nhất mà lại không để lây chéo. Với điều dưỡng Vũ Thị Minh, thành viên nữ duy nhất trong đoàn, đợt công tác này còn cho chị những trải nghiệm thấm đượm tình mẫu tử. Lần đầu tiên phải xa hai cô con gái nhỏ lâu đến thế, chị vừa phải vượt qua những khó khăn, nguy hiểm trong công việc, vừa phải vượt qua nỗi nhớ con da diết. Giữa cái riêng và cái chung, dẫu hoàn cảnh riêng có nhiều khó khăn, nhưng chị luôn biết khi nào mình cần phải làm gì. Nhưng bố mẹ cứ đi làm là có tiền mà, còn gì chúng mình. Trong tư tưởng của em lúc nào cũng xác định là một điều là mình làm ở trong cái ngành này. Hơn nữa lúc nào hết là cái lúc này, là cái lúc người dân và người bệnh họ cần mình nhất. Thì mình phải phát huy hết khả năng của mình. Vali lúc nào cũng để góc nhà, lúc nào cũng gọi là sẵn sàng. Cứ tổ quốc gọi tên cái là xách vali lên đường ngay lập tức. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Hành trang trở về từ Bắc Giang của các bác sĩ điều dưỡng Hương Yên không chỉ là những trải nghiệm kinh nghiệm chuyên môn mà còn có tình cảm sâu đậm, chân tình của những bệnh nhân COVID-19 được họ cứu sống. Hơn hết trong họ còn sục sôi tinh thần của tuổi trẻ xung phong nơi tuyến đầu chống dịch. Trong đục cũng đành. Trên địa bàn xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tình trạng vi phạm công trình thủy lợi có diễn biến phức tạp, rất cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền cơ sở. Xã Đức Thắng hiện còn 7 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi, chủ yếu tại thôn An Lạc và thôn Lạc Dục như hộ ông Hoàng Văn Khải, ông Lê Đức Nhương, ông Vũ Văn Thoại. Mặc dù thời gian qua xã đã lập biên bản 2 lần nhưng vẫn chưa thể xử lý được. Các vi phạm đều xảy ra từ trường hợp hàng chục năm trước và chủ yếu là xây nhà ở. Ngay trong tháng 6 vừa qua, bà Đặng Thị Sáu có xưởng may tại thôn Lạc Dục tự ý san đất, đổ bê tông, dựng cốt thép kiên cố lấn chiếm hơn 40m2 ngay cạnh sông T1 chảy qua xã để làm lán đỗ xe cho công nhân. Mặc dù xã đã tới nhắc nhở và lập biên bản nhưng bà Sáu vẫn chưa tháo dỡ. Vì vậy, để thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh hiệu quả, địa phương cần kiên quyết hơn nữa để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, ban đầu là tận dụng rác thải để ủ phân hữu cơ, dần dần qua sự tìm tòi học hỏi và sáng tạo của chính mình, chị Nguyễn Thị Thuận ở thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm tạo thêm được các sản phẩm tẩy rửa từ những thứ bỏ đi hàng ngày. Có lẽ ai cũng đều cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng, nó đã trở thành việc làm quen thuộc của chị Thuận ngoài công việc chính là nghề may trong 4 năm nay. Họ vẫn nghĩ là mình xin về để ăn ấy. Nhưng mà họ nói thì mặc kệ họ, mình trong bụng mình vẫn cứ cười thôi. Đây là mình nghĩ là mình làm theo cái sở thích của mình. Mình muốn cho đảm bảo sức khỏe trong gia đình, mình không muốn mua phân hóa học để mình tưới rau. Theo chị Thuận, rác hữu cơ sau khi được phân loại, rửa sạch sẽ được dùng để tái chế. Như rác từ các loại rau, củ quả hỏng được tận dụng để ủ làm phân tưới cây trong vườn. Còn các loại vỏ bưởi, chanh, cam sả hoặc dứa thì được ủ cùng men nấm và quả bồ hòn tạo thành sản phẩm tẩy rửa để rửa bát, lau nhà hoặc ngâm rau củ quả. Xã cũng có bảo là mẹ mày làm như này thì ví dụ đi ra ngoài bên ngoài dân làng người ta biết này, hoặc là trên cơ quan của con người ta mà biết thì người ta sợ, người ta lại cười. Nhưng mà sau một thời gian sau thì tôi đã làm ra các sản phẩm ở trong gia đình, ăn rau cảm thấy ngon hơn và nước rửa bát, nước tẩy rửa cảm thấy an toàn hơn thì gia đình hoàn toàn nhất trí. Trung bình một ngày chị tái chế được khoảng 20-30 kg rác hữu cơ. Sản phẩm hoàn thiện ngoài sử dụng trong gia đình, chị Thuận còn chia sẻ cho các hội viên khác và được đánh giá cao về chất lượng. Vì vậy, việc làm của chị đã được lựa chọn là mô hình tiêu biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Lâm tham dự cuộc thi cấp tỉnh do Trung ương hội phát động. Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái.
Thỉnh thoảng tôi cứ sang thì cô lại cứ cho thì là rửa cái này thì tốt hơn mới so mới mua các cái loại hóa chất. Mà cái loại hóa chất kia thì nó lại độc hại, cái này nó lại không độc hại. Chúng tôi thấy đấy là một tấm gương để cho các chị em noi theo, để làm sao mà mình tập trung để xử lý rác thải hữu cơ, để giảm tải rác thải hữu cơ ra môi trường. Với cái mô hình của chị Nguyễn Thị Thuận này là một cái mô hình rất là mới. Thì trong cái thời gian tới này thì chúng tôi sẽ triển khai để làm sao mà các cấp hội đều được biết đến để học tập và nhân rộng ra toàn huyện. Hy vọng mô hình tái chế rác hữu cơ thành những sản phẩm hữu ích của chị Thuận sẽ sớm được nhân rộng hơn nữa để cả cộng đồng cùng chung tay hướng tới một môi trường xanh, sạch, đẹp.